Khi Lionel Messi gia nhập Inter Miami, giới chuyên môn đã đánh giá rằng đây sẽ là sự kiện mang tính chất lịch sử và có khả năng thay đổi diễn biến của giải đấu bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS. Ngay trong tháng đầu tiên của sự ra mắt, Messi đã tạo ra những điều kỳ diệu không tưởng. Chỉ sau 40 phút kể từ khi đặt chân đến Inter Miami, Messi đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội mới, đồng thời mang về chiến thắng cho đội nhà. Không dừng lại ở đó, chỉ sau 28 ngày, 23 giờ và 28 phút, anh tiếp tục ghi bàn thứ 10 của mình một cú sút xa tuyệt đẹp trong trận chung kết League Cup vào ngày 19 tháng 8. Bàn thắng này giúp Inter Miami giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Việc Messi gia nhập có thể mang lại sự thay đổi đáng kể cho bóng đá Mỹ. Vào năm 2014, David Beckham đã tuyên bố sẽ đồng sở hữu một đội bóng tại MLS, tạo ra điều kiện đặc biệt cho các ngôi sao nước ngoài khi thi đấu tại Mỹ. Họ được ưu tiên có cơ hội đồng sở hữu đội bóng sau khi giải nghệ. Tuy nhiên, Inter Miami thực sự ra mắt sau 4 năm kể từ tuyên bố của Beckham. Đội bóng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra 2 năm gián đoạn. Bên cạnh đó, vụ bê bối liên quan đến việc vi phạm quy tắc và quy định về đội hình vào năm 2021 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đội. Sự xuất hiện của Messi đã thay đổi cách mà người ta nhìn vào Inter Miami. Câu hỏi không còn là về việc anh có thể thay đổi đội bóng đến mức nào, mà thay vào đó là mức độ mà Messi có thể thay đổi cả giải MLS và bóng đá Mỹ. Dù đã không còn thi đấu ở đỉnh cao tại châu Âu, Messi vẫn giữ niềm đam mê mãnh liệt. Trong trận đấu với Dallas FC tại vòng 16 đội League Cup, anh đã thực hiện cú sút phạt gỡ hòa 4-4 cho Inter Miami và ngay lập tức đứng giữa sân để bảo vệ đồng đội khi họ cố gắng ăn mừng. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Messi đã sẵn sàng đối mặt với những tình huống tranh cãi để bảo vệ đồng đội và mang lại sự thay đổi cho đội bóng của mình. Messi để lại dấu ấn của mình không chỉ trên sân cỏ mà còn ở cả khía cạnh nhân cách. Ngay từ ngày ra mắt đội bóng mới, anh đã thể hiện sự tận tụy và đoàn kết bằng việc tặng vé tham dự buổi lễ cho đồng đội cùng với những bộ tai nghe Beats by Dre màu đen và hồng. Hậu vệ Rosen Yedlin chia sẻ, chúng tôi đều tưởng rằng Messi sẽ giữ khoảng cách và làm theo cách riêng của mình. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, anh ấy thể hiện sự hòa nhập không tưởng. Từ người lớn đến những cầu thủ trẻ, Messi luôn mở lòng trò chuyện với mọi người. Điều này khiến ai cũng thán phục và kính trọng anh. Tính khiêm tốn của Messi đã khiến tất cả nhân viên Inter Miami phải bất ngờ. Anh thường gửi tin nhắn trong nhóm chat để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã đóng góp công sức, cho dù là nhân viên an ninh hay hậu cần. Đối với các cầu thủ Inter Miami, việc có cơ hội dùng chung phòng thay đồ với Messi giống như một giấc mơ trở thành hiện thực, đặc biệt đối với những người như Sergio Busquets và Jordi Alba. Hậu vệ đội trưởng Yedlin cười đùa, họ là những cầu thủ tôi ngưỡng mộ từ thời thơ ấu, và giờ họ ở đây cùng tôi. Thật tuyệt vời, Benjamin Grimaldi, tiền vệ trẻ chưa đầy 18 tuổi, chia sẻ sau trận chung kết League Cup với tâm trạng hào hứng, 30 ngày căng thẳng tới cùng. Thậm chí tôi còn không có thời gian để suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Tôi chỉ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc và không để áp lực của việc thi đấu cùng Messi làm ảnh hưởng. Tôi hy vọng câu lạc bộ sẽ tiến xa trong mùa giải năm nay. Cuộc sống của Messi và gia đình tại Miami trở nên tuyệt vời. Anh tận hưởng niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, từ việc mua sắm cho đến ẩm thực tại nhà hàng. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên mà không có quá nhiều sự quấy rối từ người hâm mộ. Người ta chỉ muốn chụp ảnh hoặc lấy chữ ký khi thật sự cần, và Messi luôn tận tâm đối diện với điều này. Sự thoải mái này còn thể hiện qua cách anh ăn mừng bàn thắng với những động tác mô phỏng các nhân vật trong các bộ phim Marvel.